Thôi mình chào bạn nha. Đó thì có mấy bạn kêu mình nó quay mấy con cá tê tượng châu Phi của mình ha, rồi cho nó bắt mồi cho các bạn xem ha. Đó thì hôm nay mình sẽ cho nó bắt mồi nha các bạn. Nhưng mà trong cái mùa dịch này mình không có đi đâu mà mua được cái cá mồi cho nó ăn các bạn ơi. Đó thì mình cũng mới đi ra ngoài mình vớt được một bít cá đây, cá sạch con nha các bạn. Đây nè. Đó nhưng mà cũng ít à. Đó để mình thả vô cho bắt mồi cho các bạn coi rồi mình cho nó ăn kèm thêm thịt gà nha các bạn. Đó thì bữa giờ dịch mình cũng cho nó ăn kèm thịt gà với lại tôm rồi thôi. Đó chứ mình không có cá mồi cho nó ăn nữa các bạn ơi. Đó do mùa dịch ở chỗ mình nó không có bán gì hết các bạn. Đó thì mình mới mở cái đèn lên các bạn thì nó hơi nhép xíu nha các bạn. Chứ bình thường là nó lanh lắm nha các bạn. Đó thì nay nó bự bằng ba ngón tay mình rồi. Đó hôm trước mình mới mua về thì nó cũng nhỏ xíu à, nhỏ hơn hai ngón tay rồi. Đó nay thì bự bằng ba ngón tay mình rồi các bạn thấy không. Đó thì bữa nay cái màu nó lên cũng đẹp lắm rồi, nhưng mà con cái là mình mở cái đèn các bạn, mới mở cái đèn lên thì nó hơi quảng các bạn, nó nhép. Đó chứ bình thường là nó rất là hăng luôn, nó rất là lanh luôn, thấy mình để tay đã bo bay tới liền à. Đó thì bây giờ mình thử mình đổ mấy con cá sặc vô cho các bạn xem nha. Đó cái cách nó bắt mồi cho các bạn xem ha. Đó thì giờ mình sẽ đổ luôn nha các bạn. Đó đây mình đổ vô luôn nha. Đó đó, đó thấy các bạn. Đó đó đó. Đó bạn thấy nó dí không? Dí không? Đó đó, nó ăn lẹ ra chưa các bạn. Đó. Đó, đớp những cái chọc luôn các bạn thấy không? Wow. Thấy gì mà nó không có nhét gì mấy nha các bạn. Đó. Giờ chưa? Còn bên kia còn có một con à, còn hai con chứ. Đây còn hai con nha các bạn. Đó, xong một con nữa rồi. Ngay góc màn hình này còn một con nữa các bạn, đây nè. Đó, nó chưa thấy nha các bạn. Đó, đó nó thấy rồi đó, đó thấy rồi đó. Đó. Để nó lên trên thấy cái đèn các bạn, nó hơi quảng, đó còn hai con cá nữa các bạn. Cái đèn mình mở chói con mắt nó đó các bạn. Đó xong một con nữa các bạn thấy không, còn một con cuối cùng nha các bạn, nghe nè. Đó hai con nữa, nó hơi nhét rồi, nó vô đây rồi các bạn. Đó tại cái đèn nó làm con ngá nó nhét nha các bạn, chứ không phải là bà nó nhét nha các bạn. Mấy bữa nó hăng lắm rồi, nó mới lùi một con cá nó bò bơi này nữa nè các bạn. Đây có mấy con cá sặc nhỏ nè. Đó đó, để chút xíu nó sẽ bắt luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thả mấy miếng thịt gà vô cho nó ăn nha các bạn. Đây thịt gà của nó nha các bạn, đây nè thịt gà của nó nha, đây nè các bạn ha. Đó giờ mình thả vô nha. Đó thấy nó ăn không, còn con kia nó hơi quảng nha các bạn ơi. Cái đèn á, đèn làm cho cá nó quảng nha các bạn. Đó 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 đó, đó, đó. Dí theo con cá sặc bên này đó các bạn. Đó đó, con này hăng rồi chưa. Ở chỗ này cục thịt gà mới chưa đã nha các bạn. Đó đó, con này dí cái con kia nó dí theo các bạn thấy không. Con nó hơi nhét. Đó, ủa nó đớp nghe cái chóc luôn các bạn. Mà không dính con cá. Đó bây giờ mình bỏ thịt gà vô cho nó ăn nha. Đó phải ăn thịt gà phải ăn tôm nữa các bạn, mà mình tập cho nó ăn đồ cái mồi chết luôn các bạn, chứ mồi sống mấy bữa nay mình không có cho nó ăn, ít cho khi nào cho nó ăn lắm, tại mấy bữa nay dịch á không có chỗ nào bán các bạn. Đó con kia nó thấy à. Nè, bỏ vô con này một miếng. Con kia giờ ăn không à? Ủa con kia nó hơi nhét. Đây lúc mình mở cái mình lúc mình mới mở cái đèn nữa các bạn, quảng liền các bạn. Đó, mới bỏ thịt gà vô. Đó, con kia nó ăn ha các bạn. Hai con ăn đều chứ, một con ăn.
nhiều quá đó. Một cái hết dịch cho mình ra mình mua cá mồi cho ăn, chứ ăn mấy cái này mà. Tôm với mấy cái mồi chết cho mình thịt cho mà đó, thả vô cho nó ăn. Đó, bạn thấy hay không? Ăn rất là lẹ luôn á. Còn con cá bên kia các bạn thấy không? Nó sặc à. Đó, nó bơi bên kia kìa. Đó, mấy khai tượng chắc chưa thấy sao. Nó sặc nhỏ quá, ít quá. Không đủ nhét kẻ răng ở đâu các bạn. Đó, đang thịt gà không các bạn thấy không? Còn cục nhỏ. Còn cục nghe nè. Đó thì cũng có nhiều bạn góp ý kêu mình mua mấy con cá cá ngân long, cá kim long vậy các bạn. Thì mấy con đó thì nó hơi đắt tiền đó các bạn ơi. Mình chưa có khả năng để mình mua nha các bạn. Nói với mấy con hồng vĩ rồi đồ, với lại bữa có nhiều bạn góp ý với mình lắm. Nó do mình chưa có kinh phí, với lại lúc này dịch quá. Chỗ mình thì đầu hẻm nó bị phong tỏa rồi, mình không có đi ra đường được các bạn ơi. Đó, mình chỉ lẩn quẩn trong nhà, và với lại mình đi lâu lâu mình ra bờ sông á, mình vớt mấy con cá lê thê cho bạn xem ha. Đó, có nhiều bạn hỏi mình, ủa sao anh bị phong tỏa mà anh đi ra vớt cá lê thê được. Đó thì cái chỗ vớt cá lê thê là nó nằm ở cuối cái hẻm của mình nha bạn, nó giáp ranh với lại bờ sông á. Đó, mình đi ra đó được, mình vớt được đó, chứ mình không có đi ra ngoài đường được nha các bạn. Đó, ăn hết mấy con thịt gà luôn hả các bạn ha. Ở vậy thì còn một con cá sặc thôi. Đó, cá sặc nằm ngay góc này nè. Chắc là nó cũng no rồi. Đó, 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 dí luôn các bạn. Dí luôn, dí luôn. Chưa no. Thôi để mình để cho cá sặc ra cho nó dí đi. Cá sặc khỏe quá. Bơi tới bơi lùi nãy giờ đâu dí được đâu các bạn. Ở đây. Ở thì cá đại tượng của mình nha các bạn. Thì do có một bạn hay mấy bạn kêu mình quay con cá đại tượng ha. À, lúc cái cảnh nó sắc băng ba săn mồi hay là bắt mồi gì đó các bạn ha. Đó thì hôm nay mình quay cho các bạn xem ha. Thì mình nuôi cá tượng châu Phi này cũng được đâu cũng gần 1 tháng các bạn. Đó thì từ lúc mình mua thì nó đã có 2 ngón tay thôi. Đó thì hôm nay nó vẫn bằng 3 ngón tay, bạn thấy không? Đó, bằng 3 ngón tay mình rồi không. Đó về cái màu của nó thì lên cũng rất là đẹp ha. Đó bạn thấy không, hôm nay thì đậm hơn hôm kia. Hai con kia này nãy nó hơi nhát xíu lúc mình mở cái đèn lên các bạn. Nó có đèn này, trên cái thành hồ nó chói nó nhát liền. Đó, đây hai cá săn mồi của mình nha các bạn. Đó, đó rồi xong con cá sặc các bạn ơi. Các bạn nghe đó không, một cái chọc luôn không. Rồi vậy là hết cá sặc trong hồ nha các bạn. Đó, lâu lâu mình cho nó ăn mồi sống các bạn, thì nó dí nhìn cũng hấp dẫn ha các bạn ha. Đó đây. Đó thì mấy bữa nay mình chỉ tập cho nó ăn thịt gà với tôm thôi. Hôm nay mình là vớt được mấy con cá sặc ha. Do có nhiều bạn kêu mình đó là làm video cá săn mồi. Đó thì hôm nay mình quay cho các bạn xem ha. Đó đây. Nó săn hết con hồ hết mấy cá sặc trong hồ nha các bạn. Đó hai con giờ nó bơi ra đó các bạn thấy không? Đó. Lúc mà mình không có mở đèn các bạn, mình để mấy cái tay này nè, đó thì nó chạy theo cái tay mình luôn các bạn, luôn có đói á. Đó thì do chắc mình mở cái đèn nãy nó nhát hay sao đó, bạn thấy không, rất là đẹp luôn ha. Đó thì video hôm nay là do mấy bạn kêu mình làm cá săn mồi cho bạn xem, nó thì mình vớt cá sặc cho nó săn mồi cho bạn xem ha. Đó thì nó cũng mang hết cá sặc rồi. Đó thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho anh một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.